Cúc xin đến chào toàn thể quý vị. Cả nhà mình ơi, hôm nay đến với cái chương trình của Em Kể Chuyện hôm nay thì Cúc sẽ gửi đến cho toàn thể quý vị một cái mẫu chuyện này rất là vui nha quý vị. Thì trước khi vào mẫu chuyện, Cúc cũng hy vọng mọi người ủng hộ kênh của Tám Cúc thật là nhiều để Cúc có nhiều cái động lực hơn gửi đến quý vị những cái mẫu chuyện hài hước trong nước và ngoài nước, chuyện xưa, chuyện nay để cả nhà mình có 5-10 phút thư giãn cùng với lại Tám Cúc nha. Em cảm ơn quý vị và chúc sức khỏe và luôn chúc bình an đến toàn thể mọi người, mọi nhà. Bây giờ vào mẫu chuyện hôm nay thì cái mẫu chuyện hôm nay nói về một cái chị phụ nữ này nè quý vị. Hay lắm, cực kỳ hay lắm, cũng thích thú nên là muốn gửi đến cho quý vị nghe liền. Thì cái chị này kiểu như là chỉ lỡ thời quý vị ơi, mà được cái bà lo làm ăn dữ lắm. Lo làm ăn lắm cho nên là kiểu như là quên tới cả cái sắc đẹp của mình rồi. Chỉ lo làm ăn để kiếm tiền thôi. Rồi quên cả chuyện lấy chồng nữa. Nhưng mà tới ở gia đình kêu lấy chồng hoài mà bà lo làm ăn quá cho nên cái cơ thể bà càng ngày nó càng phì nhiêu. Nè rồi á là như là ít có sửa sạn nữa, chỉ là lo chí thú kiếm tiền. Tôi nói kiếm tiền hết biết, mà vàng thì đeo cả khúc nha, tiền lắm luôn, vàng lắm luôn, đeo nhiều lắm, nhưng mà không có ai dám vô cưới chứ, tại vì thấy bả thì hợm quá, kiểu như là bả bự con nè, bả tròn quay à, rồi bả lo làm ăn cái kiểu mà nói chuyện bất chát là đàn ông nó cũng ngán đó. Mà gia đình nó thì biểu là trời ơi, con gái con lứa gì đâu mà bây giờ quá lứa luôn rồi mà không ai coi, không ai cưới hết trơn, trông cho nó có người yêu để mà nó dẫn về ra mắt. Tại vì cô này cổ tự lập đó quý vị, cho nên là cổ có thuê một cái kiosk riêng để mà cổ buôn bán, cổ làm gì cổ kiếm tiền để mà cái tương lai cổ đó, mà không có chồng, không con, không gì hết trơn, cứ như vậy gia đình cứ kêu hoài luôn, kêu riết bả mắc cỡ, nhưng mà kêu riết rồi mà bả cũng có ghệ ghệ gọc, đâu có ai vô đâu, không ai thương, không ai đòi cưới trơn, rồi bây giờ làm sao mà được. Thì đến một cái năm đó, cũng mấy năm liền người ta nói bả cứng cại rồi, cho nên gia đình mới kêu là năm nay nha, đám giỗ năm nay, đám giỗ ông nội nha, thế nào mày cũng phải là có người yêu dẫn về để ra mắt, để dòng họ rồi còn được. Người ta nói, cái mẹ của cô này với ba cô này nói là người ta nói là tao có đứa gái sao mà nó vô duyên quá, không có ai mà coi hả, mắt không ai cưới hỏi chứ đó, giờ không ai nhìn ngó tới hết trơn, giống như không ai mà tính cưới mà thôi không được thôi, cái đó cũng có dễ an ủi đi, cô này không ai nói tới chứ, kỳ quá đó, cứ kêu hoài cô này cổ bực bội. Rồi bắt đầu năm nay lại nhà là quyết định năm nay mày phải cố gắng mày kiếm cái thằng ghế về cho tao nha, đẹp xấu gì không cần biết, nhưng mà mày cũng hả coi như là cũng có tiếng tăm trong xã hội, mặn ăn cũng thấy cũng lớn, vàng vòng đeo đỏ trơn mắt chứ gì mày không có chồng đó. Cô này có nghe cũng cái câu này cũng cái kiểu mình như là vừa sốc sốc cổ ra, gia đình cũng muốn lấy chồng cho nên sốc sốc, cho nên năm nay bảo quyết định quý vị biết làm gì không, thuê người đàn ông. Chứ bây giờ không có ông cố nội nào vô thương hết trơn, rồi phải là thê chứ bây giờ có ai đâu mà dẫn về ra mắt. Mà trong khi ở nhà năm nay quyết định phải ra mắt để mà cho bà con dòng họ là biết là có ghệ. Bả quýnh hết trơn, bắt đầu bả suy nghĩ. Rồi bả đi tìm một cái anh chàng này đẹp trai cực kỳ quý vị. Đẹp trai phong độ luôn. Không chơi thôi, chơi phải cho nó tới. Cho nên là thuê. Mà cái ông này ông đòi giá 10 triệu để mà ra mắt cái ngày mà đám giỗ ông bà nội đó. Là một bữa trước rồi qua bữa sau là tối phải ngủ lại đó nha. Đó. Thì thuê một bữa trước qua bữa sau là trả cái ông chàng đó về là phải tốn 10 triệu. Trời ơi trời, đẹp trai phong độ mà bà này bà nói. Đó giờ mình làm mình cũng giàu có, vàng vàng đeo đỏ hết trơn. Mà bây giờ mình phải dẫn cái ông kép nào mà cho nó bén ngót. Về ta nói ngay cho dân làng là hết hồn. Chứ đừng nói mà tôi ế. Yeah, ế chê hoài. Bây giờ tôi dẫn về nó cho cả sớm cả làng là im re phân phát hết. Nói vậy cho nên cô quyết định cô thuê cái ông người yêu làm người yêu của cổ để dẫn về. Là cổ nói trước là làm người yêu nha, người yêu dẫn về là người tình luôn đó, là giống như dẫn về để mà ra mắt ba mẹ và dòng họ cái ngày mà đám giỗ ông bà nội. Thì cái người kia 10 triệu chịu rồi, đồng ý phải không? Đó. Hai người mấy bà là lên kế hoạch dẫn về cái ngày đám giỗ gia đình. Khi mà về đám giỗ á thì trời ơi vô tình cái bà mẹ của cô này nè, bà thấy cái anh chàng mà ghế này nè, sao mà nó đẹp trai dữ trời. Ủa con gái mà nó ú nu ú na nhìn nó ai không dám vô nữa, mà ở đâu mà nó tìm được cái thằng nào đẹp dữ vậy. Vừa đẹp trai phong độ nè, mà nói chuyện lịch sự nữa. Tại vì cái dịch vụ chuyên gia làm vụ đó cho nên người ta nói chuyện hay lắm và người ta làm bé ngót. Thì ở nhà bắt đầu mấy là vừa ý. Cho nên cái bà mẹ này quyết tâm là phải làm như thế nào để cho cái thằng này nó cưới con gái mình càng nhanh càng tốt. Tại vì tụi nó đang yêu nhau rồi. Bà nghĩ là đang yêu nhau rồi, mình phải cho nó tới luôn. Đó, nói là làm. Thì bắt đầu đám giỗ ngày đó xong phải không? Tại vì cái tụi nã lại chơi bữa sau mới đi về là. Cho nên khi đó cái bắt đầu tối. Tối đến cái bà má này nè, bà bắt hai đứa này phải ngủ chung phòng.
bà kêu con gái ú nu ra với cái ông kia đó, cái ông mà làm người yêu đó, hai đứa phải ngủ chung một giường. Bà muốn đám cưới cho nó nhanh mà đâu đó nó gọn gàng hết trơn, đang làm đám cưới luôn. Đó, cái hai người cũng nghe, tại cô này có thuê cái anh này thì phải nghe lời ba mẹ chứ, không lẽ giờ nói không phải thì nó lộ xong, cho nên phải vô phòng ngủ chung luôn quý vị ơi. Thì khi mà vô phòng ngủ chung á, cái cô này á, là cái kiểu mà lớn rồi, cái kiểu mà quá lứa rồi, là cái tuổi đó nó tăng dữ lắm, mà nó tăng tăng nó cũng ham muốn cái chuyện đó cực kỳ rồi, mà ngay chăng những cái ngày mà cổ là ham muốn cái chuyện đó nữa, mấy ác vậy chứ, mà hai người ngủ chung mà là ngủ chung với đàn ông nữa hả, cho nên là thấy vậy cũng khó chịu quá, cô nàng này cổ khó chịu quá, cho nên cổ mới đang nằm, cổ nằm trong, cái anh chàng này nằm ngoài, hai người nằm đặng cho ba với mẹ là ở ngoài biết hai đứa trong phòng nữa nha, hai đứa nằm. Cái tới tối tối nằm hồi cái cô này cổ mới quay qua, cổ quá khó chịu rồi, cổ quay qua cổ mới nói với cái anh chàng này, cổ mới nói là anh có muốn mình đi quá giới hạn chút không, anh có muốn mình đi quá giới hạn không. Cái ông này ông mới ông mới cả anh cái ông này à, quá giới hạn thêm 5 triệu nữa đi. Thay dịch vụ từ đầu thuê có 10 triệu, bây giờ nếu mà 5 triệu nữa đi thì quá giới hạn. Đó, cái bắt đầu cô này á, cái kiểu mình làm ăn buôn bán người ta tiếc tiền từ đồng từ cắc, cho nên bả mấy trời trời bả hít, bắt đầu bả nằm bả quạo lên rồi nha, cái kiểu mà quạo lên nha, kêu cho không mà còn không chịu làm đó hả, cái kiểu gì đó, cái kiểu mà khó chịu quá cho không chịu làm, quay mặt kêu dách liền, quay mặt kêu dách cái bắt đầu nằm tủi thân khóc. Giống như là mình sao mà mình vô duyên vô dùng dữ vậy trời, bây giờ mình nằm kế bên mà mình kêu nó làm, mình cho nó làm không mà nó không chịu làm nữa, cái số tôi sao nó kỳ vậy trời. Đó, cứ nằm cứ hết. Cái anh chàng này anh nghe vậy, anh nghe vậy em động lòng, ông tội nghiệp hay gì không biết nữa, ông nằm nghe cô này hết á, bắt đầu quay vô, anh ta quay vô cái cô này trong giáp, quay vô xong cái bắt đầu ôm cổ liền, ôm từ sau lưng liền, cái bả thấy ôm bả ai cái bắt đầu bả hít thêm nữa nha, hít thêm nữa, cái đầu ổng thấy vậy ổng ôm ổng xây bả qua đó, xây bả qua cái bắt đầu ổng tới luôn, bắt đầu ổng mới mò bả đó, ổng mò 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 cái ổng ôm vô đã, ôm vô cái bảo khoái rồi nha, lúc này là cái kiểu mà nó đang cứng cựa đó, là bảo khoái rồi, bả tăng tăng trong người bả bả từ đầu tới cuối bả muốn người ta làm chuyện đó với bả luôn mà đó, cho nên anh chàng ảnh quay qua bắt đầu ổng mới hôn lên cổ bả, hôn lên cổ bả xong rồi ổng mới hôn dài lên cái gò má bả, xong cái hôn lên cái trán bả đó, ổng đi một vòng cái ổng đi xuống cái cổ bả lại, ổng hôn xuống cổ bả, cái ổng hôn dài 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 xuống, cái ổng hôn xuống cái gúng bả, cái bả mới quạo lúc này, bả mới nói, mẹ cái thằng này sao mà nó mua đường hay gì mà nó đi tùm lum đường hết trơn vậy ta, nói trong lòng thằng này nó mua đường hay gì mà đường nào nó cũng đi chứ, không phải thôi được thằng này nó gành đường quá, nó đi cái bộ im vậy đó ha, cái bắt đầu á cho ông đi nữa, cái bắt đầu ông đi xuống dưới đó, cái bả cũng hả bả chịu chặn rồi, bả chịu hết nổi rồi, cái kiểu mà nó đang chạy hết nổi, cái bắt đầu ông đi đi ngược cái lên bắt đầu ông đi ngược cái lên đó, cái ông đi vòng vòng vòng, cái ông đi lên trên cổ bả, cái ông đi ông hôn lên gò má, cái ông hôn lên trán, ông hôn vòng vòng vòng, ông cứ đi vòng 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 hoài đó, cái ông đi lên rồi ông đi xuống cái ông đi vòng 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 đó, cái bả nói trời ơi là trời, nó đi tới cái công viên rồi mà nó cứ vòng vòng vòng, nó không có vô công viên, mày vô công viên mày dạo mát giùm bà cái, còn mày làm gì mày đi vòng vòng ngoài không vậy. Bà tức bà nói trong cái lòng bà vậy đó, cái bắt đầu cái thằng này nó cứ làm cho bà khó chịu không à, tao nói nghe nó chuyên nghiệp, nó làm cái kiểu bà hết chịu nổi rồi, lúc này tao nói nghe bà thì cái thằng bà thì nó ú mà nó cứ làm như vậy, bà thở hơi lên như con heo, bà làm ột 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 bà khó bà khó chịu quá trời rồi, bắt đầu bà bả làm cái gì bả, cái kiểu mà nó làm cái gì bả nhột 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 bả khó chịu, bắt đầu nó đi đường quyền, đi ngược cái lên để nó mua đường, đi ngược cái lên tới cái lỗ tai bả cái gì, bắt đầu nói nhỏ với bả, nói thì thầm với bả, nó nói bây giờ thêm 5 triệu nó đi, nó biết bả khó chịu rồi, nó biết bả không chịu nổi rồi, nó lên tới trên đây bắt đầu nó nói thêm 5 triệu nó đi là 15 triệu anh đi vô công viên anh dạo chơi luôn. Lúc này tới thì anh lên làm tiền tiếp tục, bắt đầu bả thì cái gì biết là bả khó chịu cực kỳ rồi, xong bả mới nói trời ơi là trời, thôi làm đi, vô công viên thì vô đi, coi như là bà chịu thua mày, mày làm đi, mày làm nhanh nhanh giùm tao một cái, mày bố sư nhà mày. Chửi nhẹ lắm là cho bà khó chịu hết chứ, làm nhanh nhanh giùm ba đi, bố sư nhà mày tốn 5 triệu nữa 15 triệu làm cho tao khó chịu.
coi như bà thua mày. Quý vị thì Tám Cúc vừa gửi cho toàn thể quý vị một cái mỗi chuyện hài hước, nói về những cái tình huống cũng khá là thú vị và mắc cười. Thì em kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị, rất là vui vì kể cho quý vị nghe để mà mình có những cái phút giây thư giãn. Thì đó là cái mỗi chuyện của ngày hôm nay. Thì Cúc xin mời quý vị đón theo dõi tiếp cái chương trình ngày mai lúc 5:30, Cúc sẽ phát clip lên kể chuyện tiếp cho quý vị nghe. Thì hôm nay câu chuyện đến đây thì Cúc xin dừng lại. Và quý vị trong nước và ngoài nước, anh chị em có những cái mẫu chuyện hài hước thì nhớ gửi về cho kênh của Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcúc191181@gmail.com, hoặc là gửi cho em qua số điện thoại thì 0979789800. Tấm Cúc cảm ơn quý vị rất là nhiều, và luôn cầu chúc bình an đến toàn thể quý vị. Em hẹn gặp lại cái clip của chương trình Tấm Cúc kể chuyện ngày mai nha quý vị. Em xin chào.